Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. MD7, kem chuyên trị nám, nhăn, giúp sáng da trong thời gian ngắn nhất. MD7, 7 ngày kỳ diệu, 855-234-2333. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Cresolti, now accepting franchise applications in California, Oregon, Arizona. Please call 714-881-9938. Thảo Yên, Hoàng Trầm Thủy trở lại với quý vị với phần 3 của Thời sự Thế giới trong ngày lướt được Sài Gòn TV. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang đề cập đến trường hợp lây nhiễm mới ở Trung Quốc. Và tối ngày hôm qua, họ tiếp tục xét nghiệm cho cả hàng triệu người tại 3 thành phố lớn, trong đó có Thượng Hải. Một tin tức cập nhật vào sáng ngày hôm nay, họ nói riêng phi trường quốc tế Pudong của Thượng Hải không thôi, có một người làm công việc khuân vác, di chuyển hàng hóa, và người này đã bị nhiễm Covid. Giờ đây họ đang đi tìm kiếm thân nhân của người này, những người anh sống chung quanh, và đóng cửa toàn bộ cách ly. Chưa hết, cả 17.000 người nhân viên của cả phi trường quốc tế Pudong cũng bị khóa cửa, không ai được phép ra khỏi phi trường trong vòng hơn 24 giờ vừa qua, từ hôm Chủ nhật cho tới sáng ngày thứ hai, để được xét nghiệm. Những ai mà xét nghiệm sau khi kết quả có thể chỉ trong vòng nửa tiếng thôi, mà quý vị tưởng tượng xem, họ chờ đợi hết cả ngày trời. Những ai mà bị âm tính thì được phép, không có dương tính đó, thì được phép rời phi trường. Cho đến giờ phút này thì 11.544 người được xét nghiệm, còn khoảng 6-7.000 người nữa vẫn đang chờ đợi, chỉ vì một vài trường hợp liên quan đến một người khuân vác và bốc dỡ hành lý của trong phi trường mà thôi. Đây chỉ là một trong một khu vực của Thượng Hải, còn những nơi khác, tất cả các khu vực này bị cách ly. Và quý vị thấy, ngoài Trung Quốc thì ngày hôm nay ở miền Nam nước Úc cũng đã ra lệnh cấm cửa hết tất cả. Họ nói cả một cái tòa nhà, một người được phép ra ngoài đi mua, tương tự như là Trung Quốc trước đây nữa, đi mua sắm cho người dân. Không có cái chuyện đi bộ ngoài tập thể dục nữa thưa quý vị. Và được xem vùng phía Nam nước Úc hiện nay là nơi mà áp đặt lệnh cấm cửa người dân ghê gớm nhất và siết chặt nhất trên toàn thế giới hiện nay. Không có đi bộ, không có lảng vảng ở ngoài nữa, mà cảnh sát sẽ đi tuần liên tục, nhất là tại thành phố Adelaide của nước Úc. Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì ông Pat Quinn, người đồng sáng lập ra cái phong trào gọi là Ice Bucket Challenge trong mấy năm qua đó, cái phong trào này là quý vị thấy là những cái video ngắn ở trên mạng xã hội mà đa số những người trẻ, nhưng mà rồi sau đó có những nhân vật rất là nổi tiếng họ cũng tham gia, đó là đổ một cái xô nước đá lên trên đầu. Nhưng mà cái phong trào này cái mục đích là muốn tạo sự chú ý, với lại mong mọi người ủng hộ cho một cái quỹ giúp cho những bệnh nhân bị một cái loại bệnh gọi là ALS disease, thưa quý vị. Đây, ALS disease là một cái loại bệnh về hệ thần kinh, nó bị thoái hóa. Mà một trong những người bị mình nổi tiếng là ông Stephen Hawking đó thưa quý vị, là lúc ban đầu đó những người này sinh ra họ khỏe mạnh, nhưng mà dần dần theo thời gian đó thì bắt đầu những cái hệ thần kinh liên quan đến cột sống nó bị teo, bị thoái hóa, khiến cho những người này đó từ từ không đi đứng được, rồi không nói chuyện, tay chân không cử động được, rồi bắt đầu đến những cái stage cuối cùng của cuộc đời, đó là không ăn uống được thưa quý vị, không nói chuyện, và rồi không thở được, thì cái người này cũng qua đời luôn. Và hiện nay các bác sĩ họ không biết là cái nguyên nhân nào mà một người có thể bị cái bệnh này, và hiện nay cũng chưa có cách để mà chữa trị. Thì cái
cái Ice Bucket Challenge thưa quý vị, trong vòng hơn 6 năm qua đó, từ năm 2014 cho đến bây giờ đó, có rất nhiều những người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng, mà trong đó có luôn ông cựu tổng thống Obama, bà Oprah Winfrey cũng đã từng tham gia cái phong trào này để mà gây ủng hộ và cái phong trào, cái quỹ ALSDG cho các nạn nhân đó, cho biết là từ khi ông Pat Quinn ổng tạo ra cái phong trào Ice Bucket Challenge này, thì mỗi một năm cái số tiền mà họ thu về đó nó tăng gấp 5 lần so với trước đây, khi mà không ai biết về có cái sự hiện diện của cái tổ chức này. Nhà tỷ phú Microsoft Bill Gates sáng ngày hôm nay trả lời một cuộc phỏng vấn và ông ghi nhận, ông tin tưởng vào thuốc chủng và ông nói rằng không những Moderna, Pfizer và tin tức sáng ngày hôm nay liên quan đến AstraZeneca, ông nói thêm những công ty khác bao gồm công ty Mỹ như Johnson & Johnson, rồi Novavax nữa, sắp tới đây họ cũng sẽ công bố tin tức chính thức liên quan đến sự hữu hiệu của các loại thuốc chủng này. Và ông Microsoft Bill Gates, người sáng lập quỹ từ thiện Melinda Gates, cho biết ông tin tưởng tất cả sẽ hữu hiệu và ông nghĩ rằng đến tháng 2 sẽ có được thuốc chủng tốt. Thế thì đến tháng 2 có thuốc chủng tốt, ông đưa ra lời khuyên rất quan trọng. Ông nói rằng mặc dù chờ cho đến tháng 2, nhưng chúng ta mỗi một thành viên trong gia đình cố gắng đi qua khỏi mùa đông này. Mà mùa đông đó, thưa quý vị, phải chờ cho đến đầu 20 tháng 3 mới hết đông. Từ tháng 12 trở đi mới thực sự vào winter. Bây giờ chúng ta vẫn là đang vào cuối mùa thu mà thôi. Ông nói 3 tháng, từ tháng 12 cho đến tháng 3 là cái thời gian vô cùng nguy hiểm. Bởi vì đó là cái thời điểm mà thuốc đại dịch nó và thuốc bệnh về cúm nữa. Ông đưa ra lời khuyên cố gắng kềm chế cái việc đi lại và giữ sức khỏe. Bởi vì ông nói chúng ta không muốn người thân trong gia đình của mình mắc COVID-19 và là tử vong vì cái COVID-19 này trong lúc mà thuốc chủng bắt đầu được phân phối. Thì cái điều đó thì quá buồn. Nói phải chi mà không có thuốc chủng. Bây giờ chúng ta bắt đầu có thuốc chủng và thuốc chủng sẽ được phân phối rộng rãi. Đừng nên để là nạn nhân cuối cùng của đợt đại dịch này. Điều đó để cho thấy rằng khi chúng ta kiềm chế và khi mà chúng ta được thuốc chủng, có chích thuốc chủng rồi, thì có phải cái chuyện mà chúng ta sinh hoạt bình thường trở lại nó tốt đẹp hơn nhiều hay không? Thì đó là những tin vừa nó lạc quan nhưng mà đồng thời cũng là cái tin tức để khuyên chúng ta kiềm chế trong cái thời gian như thế này. Dạ vâng, thưa quý vị, đặc biệt là sáng ngày hôm nay, cơ quan CDC đó, họ cũng đưa ra cái khuyến cáo là những ai mà đi làm xa nhà, mà thường cái truyền thống hàng năm là mỗi năm bay về với gia đình ở những cái tiểu bang khác đó, thì họ khuyên là năm nay đừng có bay về, bởi vì có thể họ mà CDC nghi ngờ là nếu như mọi người đều thực hiện cái việc mà du lịch rồi tụ tập với nhau như vậy, thì cái những cái bữa tiệc lễ tạ ơn sẽ thành một cái super spreader event rất là lớn ở tại từng một gia đình một. Nhưng mà vào tuần trước đó thì có một cái survey thưa quý vị, do do đài NPR họ thực hiện, thì khi mà họ thực hiện cái survey này, cái thăm dò này đó, thì nó trước cái khuyến cáo của CDC đưa ra, nhưng mà nó đưa ra một cái nỗi lo ngại, đó là cứ hỏi 4 người thì hết 3 người đó họ cho biết họ nghĩ là họ vẫn tiếp tục với cái kế hoạch bay về thăm gia đình. Bởi vì chúng ta cũng thấy là cái truyền thống của người Mỹ đó, cái lễ tạ ơn nó rất là quan trọng. Nó giống như là người Việt Nam chúng ta, nếu mà đi làm ăn xa thì cái Tết đó là về đoàn tụ với gia đình nó rất quan trọng. Cho nên là họ nghĩ là mặc dù là họ thấy có nguy cơ, nhưng mà họ vẫn cứ nghĩ thôi, cứ risk it đi, nghĩa là cứ ráng mà cố mà đi. Còn cái chuyện gì xảy ra sau đó thì từ từ tính tiếp. Trong khi đó thì ông Biden, tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ, sẽ thay đổi rất nhiều các chính sách của tổng thống Trump. Ghi nhận ngày hôm nay có hai nhân vật ông chọn làm ngoại trưởng Hoa Kỳ, đó là ông Antony Blinken. Ông này được nổi tiếng là người rất ôn hòa và sẽ là một cánh tay với mới của Hoa Kỳ với chính sách đối ngoại, để lấy lại tất cả những gì mà bên phía tổng thống Trump đã từng làm ảnh hưởng xa rời
với thế giới bên ngoài. Thứ nhì là người đại sứ Hoa Kỳ tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại Liên Hợp Quốc sẽ là bà Linda Thomas Greenfield, một người phụ nữ gốc Phi Châu. Bà cũng sẽ đại diện những cái chính sách ôn hòa của Hoa Kỳ để theo lời ông Biden nói rằng sẽ lấy lại niềm tin của thế giới sau 4 năm qua khi mà thế giới đã thấy cái chính sách của Tổng thống Trump cách biệt Make America Great Again hoặc là America First vân vân. Thì đây chỉ là những cái bổ nhiệm và sắp tới đây thì bên phía văn phòng của ông Biden sẽ công bố thêm các nhân vật bao gồm các vị bộ trưởng trong thành phần nội các của ông. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Tạm chia tay với Thảo Yên, chúng tôi sẽ đón tiếp anh Anthony tiếp tục với các tin tức liên quan đến đầu tư chứng khoán. Xin cảm ơn anh và kính chúc quý vị đầu tuần làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.